Và hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm về clip clip gì? Skylock cùng với lại Blue Boy. Đây Blue Boy này. Không có khác gì nữa. Mình cũng vậy thôi. Kiếm đổi gì đâu. Mà chủ yếu là giờ là không có kiếm. Kiếm đá, không có kiếm đá bằng cách đạo dưới đất nữa, về đạo trên trời. Đấy, Skylock. Nếu các bạn nào muốn chơi chung với mình sẽ để là cái phần cái IP và cũng như là cái số gì dưới đó, dưới phần mô tả cho các bạn vào chơi. Server này rất hay luôn nha các bạn. Có quay rương lum la cái kiểu là điểu. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu việc đào cùng với lại Boy. Để mình nói nó. Blue. Chú mở rộng đảo này, ok này, bay luôn áo lôi các bạn đấy, bay đi xuống đấy. Ghê không? Bài siêu nhân này. Đấy, mình bài siêu nhân vậy rồi. Nãy vậy chưa ra luôn. Nó bài các bạn. Còn mình cũng không hiểu nó bay lại phải nó đứng yên chứ tự nhiên nó chạy rồi anh hành xong rồi, ok nha. Demon nói được không? Ui, này rồi, ngọc lục bảo quá. Nên về mình lấy ngọc lục bảo rồi các bạn. Ui, quy tai, tích cực quy tai, dựng mai sẽ đến mà. Không biết quay nhiêu cục đó đâu. Trong này nó có cái phong trào là bán đảo. Phong trào tụi nó dị lắm, bán đảo. Mình có 8 cục rồi, em sẽ nung 10 cục nữa. Mình đánh thêm 8 cục này, mình sẽ đổ lên quay tay. Quay tay Quay chung quay chia 2 cục. Ok, mình ra hút quay tay nha. Quay tay nè. Rồi, em bắt đầu rồi. Đi quay tay. Đù. Rồi. Sáu gì? Nội đơ. Rồi quay tay trước nè. Năm cái đồ em chăn nữa các bạn. Nghe tiếng tàu quá. What the fuck? Một báo. Mình không xây đảo, mình ra đây quay tay. Ba chỉ tấu vàng. Rồi còn nhân viên mình sẽ mở chìa khóa này thôi. Chỉ có như ngọn ender nha các bạn. Lại báo các bạn, giờ mình mới nhận ra mình nãy mình mới mất ba chiếc áo là các bạn phải như là quần quay xong phải lấy đồ ra mà nó phải đúng được rồi. Tích cực của tay gì mới sẽ đến
đu vậy? Yeah, 32 bình kinh nghiệm. Nên mình sẽ đề nghị admin gắn thêm giáp kim cương đi. Kim chan. Đấy, làm như kim cương rồi. Thấy còn nhiều quả chứng báo nữa. Làm như kim cương của em. Rồi, hết lục bảo, về. Về phụ giúp thằng phụ giúp Blue Boy để nó lạc trôi không thể thì để nó lạc trôi cho nó được sao bấm lộn rồi ta cảnh để nhiều nhiều vô đây quay sao không ta bảo bỏ đâu bỏ thằng này nó cứ thích mua nhà thế nhỉ. Chăm chỉ đầu tiếp đi. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của xanh. Ồ. Nằm mình trên chế thêm lọ. Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của xanh. Như đây đá là khoảng 5 viên là đủ, 5 số viên là đủ. Ok con tê tê ông đơn các bạn xôn lum lai kiểu là điểu mà. Ủa cái này đập được không ta? Rồi đập được rồi tuyệt quá có đập tiếp được từ chỗ nào cũng được ta đây đâu ơi da nó máu nha mày đâu rồi nhà không có pam đi đi chơi đi chơi cái kiểu nữa ô oh, niên nhiều tiền thằng mua đồ cái kiểu nữa. Giờ nó không đau nữa tới mình đào rồi các bạn hãy chào nha để mình ngắt cái đoạn này khi nào mình đủ đồ nguyên liệu cũng như là mọi thứ cái kiểu thì mình sẽ kêu các bạn mình sẽ quay lại các bạn biết gì không mình nói ra cho các bạn coi mình đã đông xong 10 nhân viên lắm rồi hôm nay mình sẽ quay thử Legendary còn nó ra gì không bữa nay mình có khấm lọ như mấy lần trước nó ra cái cánh nữa không chơi khô máu mà lượng mình ra cái cánh đi à mày ra cánh chơi khô máu mày mày kim mít xít what the fuck không kim anh giống mà kim mít xít làm đích gì đậu họng cái đầu xanh ngô má
kệ đi. Kệ đi. Kệ cái kiểu. Cái kiểu bỏ vô vườn này. Kệ đi, kệ cái kiểu. Kệ cái kiểu con đã để nha. Ok, mình sẽ làm lượng đa lớn. Ôi, thanh niên Blue Boy. Chúng ta ba mình, giờ mình sẽ ngắt đoạn này để kiếm thêm nhiều khoáng sản cũng như là đá để mà rồng đảo. Và xin chào tất cả các bạn, để trở lại sau một hồi mình làm việc vất vả thì mình đã mở rồng đã được gian như đó. Bác bé bé boy bác làm gì dưới mình cũng biết nữa. Bác làm bác bác lắm, bác làm hề hay gì ở dưới á, mình cũng biết. Để từ từ chúng mình xuống. Nghe nói bác chế về được cái đường đi ghê lắm. Bác làm mưa làm gió ghê lắm. Mưa làm gió kiểu là điểu. Thấy đặt bò gì đó. Không biết sao xuống không. Đây ha. Ủa. Mấy thằng liền này. Nó chỉ cắt kiểu để. Nhà mình có sản mình lấy cái này đập, các bạn thông cảm nha. Nào mà mình sẽ tạo đất xuống. Đây chính là bếp rốc. Nó cùng mình chan nha. Kiếm anh giống giống như what the fuck à. Bỏ mồm được vỡ mồm. Rồi có cạp táo. Cạp táo cái kiểu mà điểu. What the fuck à. Hồi máu cái tao táo. Rồi ok. Cắn táo cái kiểu mà điểu đi. Mà bắt bôi rồi. Ui. Bộ gì đâu bạn, bộ chế gì là cái đường đi mới. Thú vị thật. Bác bôi làm chuyện gì vãi vãi. Ui em rồi rồi bạn. Nó tạo được cái đường đi. Mình chưa có mở rộng đảo hết nên mình sẽ xây mái. Tạm thời xây mái farm đá đây luôn. Báo cái kiểu rồi. Đây mình đã xây được cái đường đi xuống. Thì từ chỗ này nè các bạn sẽ đặt cái phím. Đúng đầu. Quái kìa. Đúng đầu, đúng đầu. Đâu vẫn con đặt với tóc. Đồ chui. Ừ, qua sau cuối. Mình chưa mới xây ra sau cuối. Xây cuốc cái kiểu rồi. Có bài thì hãy đi bài. Có cái đoạn bài đó. Đấy, chỉ có cái này là cái kiểu rồi. Cái boy nè. Cái boy là cái người phát minh như cái đường đi nè các bạn. Thấy. Ồ, what the fuck. Ào luôn.
Boy là người phát minh ra cái đường đi. Phải đi lần lại. Thấy mình cũng chuyển cách một số gì đó. Mình thật bất bôi mà phát minh được đường đi rất là hay. Cái kiểu đồ mới bôi phát minh được đi cái kiểu đồ. Cái vấn đề xong xuôi. Quá. Sao xuống trời cái đây hơi khó tí. Chưa sao vậy, kết được mình chưa xây được cái hang xuống mà kết gì không có xây được như đây không? À hình niên thể hiện trên YouTube thì khoảng là phút 20-25 thì mình sẽ kết. Thì cái vấn đề là đi xuống được mà đi lên không được. Cái gì lộn, đi lên được đi xuống được. Ê lộn, nói chung là lên xuống cũng khó. Bơ nước, bơ thêm nước mà lên. À mình giờ mình suy nghĩ ra một cái cách. Nếu bạn toàn thấy cách này hay thì đừng quên để ra một like với series nhìn series cay lóc này nha. Okay. Đừng quên để lại một like cho series cay lóc này nhé. Mới suy nghĩ với mình, mới suy nghĩ về cái cách này với các bạn. Nước cũng chuẩn rồi. Giờ mình sẽ tạo cái cầu thang từ đây đi lên. Các bạn thấy ý kiến là được không? Hay đúng không các bạn? Rồi ok, mình sẽ tạo. Tạo cầu thang từ đây đi lên nha. Nước tràn các kiểu rồi. Đủ để xây đi lên này. Các bạn thấy chậm này. Đó
lên. Thảo cái cảnh này. Nếu các bạn lắp cái này thì các bạn sẽ tạo được một cái đường như là đường đi. Bạn sẽ tạo được cái đường đi. Thì đường đi đó sẽ dẫn lên trên, mà các bạn sẽ có một cái tầng gì đó. Còn cái tầng này mình rớt xuống đây cũng hơi xa. Bồi đã rời khỏi thế giới. Bồi dù bồi, bồi dù bồi, bồi dù bồi thế giới. Giờ mình sẽ tập trung vào cái cột chút. Mình sẽ thay đổi mình giá nữa. Mình sẽ trong cột hàng mình sẽ kết thúc luôn. Hồi hơi xa. Đây đã đủ không? Ok. thông minh. Thôi bạn chạy dùng 2-3 hai stack đá xuống dưới giờ còn có mười mấy viên nha. Ôi chắc cũng xa lắm nè, xa chết tiểu rồi. Tạo đường đi sẵn rồi. Mình cũng đã sẽ công nhận bạn Boy, Blue Boy là bạn ấy chơi cà lóc rất là tốt luôn, phải gọi là rất là tốt. Bạn ấy do mình cái lỗi mà đổ là va sai của mình, mà bạn ấy đã tìm được cái đường dẫn đi xuống dưới đây, rất là tuyệt vời. Xây xong cái cầu hàng các bạn. Không thôi mình sẽ xây xong cái cầu này mà mình kết thúc video luôn.
thể tới được cái chỗ nãy mình xây. Mình rồi đắng lòng quá, mình hết đá rồi, đắng lòng quá, đắng lòng quá, đắng lòng quá, hết đá mà nó vẫn thấy nước luôn kìa, hay quá. Cậu hai mất thời gian hiểu không? Mày nói nó còn ba hai khỏi đi nó nói đâu ta ba start qua không có qua bà lưu bôi đồ cái kiểu chưa có xong mà thanh niên cứ ngồi rồi làm như mình là nhân vật chính vậy, là đúng vậy, bạn nghĩ là nhân vật chính rồi. Ok nha, nếu các bạn thích video này đừng quên để lại một like cũng như là subscribe channel của mình và comment những ý kiến của bạn về series Kalog cũng như là ý tưởng của Blue Boy và cách xây của mình. Cứ các bạn cứ comment thoải mái, mình đọc hết. Bạn comment thôi là mình thuộc. Bạn chỉ cần một lần comment chỉ trong vòng mười mấy giây mình sẽ trả lời các bạn liền. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Năm like mình sẽ tiếp tục series Kalog này nha các bạn. Bye.